bí ẩn 13 cái chết trong đêm với biểu tượng quỷ dữ, hé lộ danh tính nghi phạm, tội ác không ngừng. Nghi ngờ cái chết của vợ chồng ông Pan có liên quan tới sát nhân bóng đêm, các thám tử San Francisco quyết định gửi viên đạn trong đầu ông Pan tới nhóm pháp y ở Los Angeles. Kết quả cho thấy nó trùng khớp với hàng loạt vụ giết người tại thành phố Los Angeles. Và khi kẻ sát nhân đã xuất hiện, thì số vụ án không thể dừng lại ở con số 1. Rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1985, William Kanz và bạn gái Renata Gunther đang yên giấc tại nhà trên đường Tristana Drive, thì một bóng đen cao lớn bước vào phòng họ, đó chính là sát nhân của bóng đêm. Hắn chĩa khẩu côn 22 ly vào đầu William và bóp cò. Renata hoảng hốt thức dậy sau tiếng nổ và cảm thấy một sức nặng khủng khiếp đang đè trên người mình. Sau khi hãm hiếp cô gái, tên tội phạm tha mạng cho cô và biến mất vào bóng đêm. Lúc này, cảnh sát San Francisco đã có bước đột phá khi chủ một nhà trọ ở hạt Tenderloin cho hay, một gã thanh niên có nhận dạng giống kẻ sát nhân đã ở trọ nhiều lần trong suốt hơn một năm qua, và lần này vào đúng thời gian xảy ra vụ giết vợ chồng Van. Chủ nhà trọ Alex Melnikov cho biết người thuê nhà đó chuyên mặc một bộ quần áo màu đen. Buổi chiều ngày xảy ra án mạng, anh ta đã thanh toán tiền nhà và vội ra đi. Trên cửa căn phòng anh ta đã thuê có dấu hiệu ngôi sao 5 cánh của quỷ Satan, lộ diện nghi phạm. Và cũng đúng lúc này, hai người dân là Severfin Arredondo và bà Donna Myers, sống tại quận El Sobrante, San Francisco đều cung cấp cho cảnh sát một tin tức vô cùng giá trị. Họ cho biết nơi họ ở gần đây xuất hiện một người đàn ông tên là Vicky, có nhiều hành động kỳ lạ và trông rất giống bức ảnh truy nã của cảnh sát. Theo những gì Vicky nói, thì anh ta là người từ El Paso, Texas tới đây, và thường đi đây đó trong bang California, thường là giữa hai thành phố San Francisco và Los Angeles. Anh ta tỏ ra ưa thích đặc biệt các bộ quần áo màu đen. Sarah Form cho biết, có lần cô tình cờ thấy Vicky đang xem một chương trình TV thông báo về các nạn nhân của sát nhân của bóng đêm, anh ta tỏ ra rất quan tâm tới chương trình ấy. Nhận ra có người sau lưng mình, anh ta quay lại, nhìn vào cô rồi nói, cô có ngạc nhiên không khi đột nhiên biết tôi là sát nhân của bóng đêm, sau đó bỏ đi. Ngày 27 tháng 4 năm 1986, chiếc Pontiac Vanquish đời 1978 màu nâu đỏ được tìm thấy trong khu Rampart ở Los Angeles. Các thám tử theo dõi nó 24/24 giờ, và chỉ khi chắc chắn là chủ nhân không quay trở lại, họ mới kiểm tra chiếc xe. Dấu vân tay tìm thấy trên xe là của một người từng có tiền án về tội ăn cắp vặt, tên là Ricardo Ramirez. Bất ngờ là người đàn ông này có nhiều điểm giống với bức phác họa trận dung sát thủ bóng đêm. Hai nhân chứng là Severfin Arredondo và bà Donna Myers đều xác nhận Ricardo Ramirez chính là Vicky. Cảnh sát đã có một cái tên, và giờ đây, những gì mà họ cần làm là kiểm tra kẻ tình nghi để tìm ra thêm những thông tin khác về hắn, và cần nhất là phải tìm ra trước khi hắn ra tay giết hại thêm nhiều người, nếu như hắn quả thực là kẻ giết người mà họ đang truy lùng. Hồ sơ về nghi phạm này được thu thập. Với quá khứ của Ricardo Ramirez, cảnh sát cảm thấy rằng dường như họ đang đi đúng hướng. Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo vụ án bí ẩn 13 cái chết trong đêm, với biểu tượng quỷ dữ, quá khứ bất ổn vào 4 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2019. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.